And you did not ask me, what did I do home? Oh. Ồ, you would ask me, I was busy explaining about my mother. What did you get to do today? Mình hỏi chứ, các anh không hỏi em làm cái gì ở nhà. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món cà ri Thái với lại cái sốt Thái style red curry sauce là mình mua ở chợ Walmart. Tức nghĩa là bạn mua ở Walmart hay là các bạn mua ở Vinco hay là bất cứ một cái chợ của Mỹ nào thì người ta cũng bán cái chai nước sốt curry Thái này, thì các bạn sẽ không phải làm nữa. Thì các bạn chỉ dùng cái nguyên vật liệu này thôi. Và nguyên vật liệu cho curry Thái hôm nay ấy, cái cà ri Thái ấy, thì mình có là măng này. Măng này mình đã luộc rồi nhá, luộc sạch sẽ rồi bắt đầu mình rửa sạch và mình thái ra. Mình có hành tím này, mình có ớt chuông này, mình có hành tây này. Và mình hôm nay là mình làm cà ri tôm. Hôm trước mình đã làm cà ri gà cho chồng mình ăn. Còn mình có rau đọt bí, rau bí xào với lại tỏi và cà chua theo cái cách mà mẹ mình vẫn làm ở nhà, thì hôm nay mình sẽ làm theo cái cách đó. Bây giờ thì mình đã cho cái dầu ô liu, nhà mình thì toàn ăn dầu ô liu để xào nấu nhiều với cả làm salad ấy. Nên là mình sẽ làm cái món curry trước các bạn ạ. Sau đó các bạn chiên qua cái này một tí. Sau đó các bạn đổ hết cái sốt đấy vào và đổ tất cả các nguyên vật liệu vào các bạn. Để cho nó nghĩa là đun hầm ấy, đun sôi ấy trong vòng khoảng 20 phút là các bạn có thể ăn được rồi, rất là nhanh mà mình ăn thì thấy ngon ấy, cái vị rất là ngon luôn. Thì giờ mình sẽ cho một ít muối vào đây này. Giống như là mình xào trước cái tôm ấy. Ít muối và một ít hạt tiêu các bạn. Cái curry này thì nó phải cay cay một tí, nếu mà nó không cay thì ăn sẽ không ngon. Mình sẽ dùng một ít nước mắm các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ lần lượt cho khi nó xào nó săn săn vào một chút thì là mình bắt đầu đổ cái gia vị đó vào. Hơn một nửa cái chai này chưa đến 2/3 đâu. Thì cái mắm muối này của người ta chưa chắc đã vừa miệng mình, nên là mình phải cân chỉnh sao nó vừa miệng mình ấy. Còn bao nhiêu thì các bạn tự điều chỉnh vừa với lại gia đình các bạn ăn. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái nước sốt này vào. Cái nước sốt các bạn nhìn này, có cái màu rất là đẹp luôn, cái màu cam cam. Và bây giờ mình sẽ đổ thêm một chút nước vào, đun sôi vào hầm nhé các bạn, trong vòng 20 đến 25 phút. Bây giờ trong lúc mà chờ đợi cái món cà ri của mình chín ấy, thì mình sẽ đi làm cái món cái đậu đọt bí, rau bầu rau bí ấy. Để mình xào thì mình lại dùng dầu ô liu các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình cho tỏi và hành đã được băm rất là nhuyễn rồi. Đây mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ không cho hết, mình chừa lại một phần để chút nữa. Mình sẽ cho cái lúc mà rau đã chín rồi ấy, thì mình bác ra ấy. Thì lúc đấy cái mùi tỏi nó mới thơm. Bây giờ mà mình cho hết thì tí nữa nó sẽ không rõ cái mùi tỏi nữa các bạn. Cà chua vào, mình phi cà chua lên khi nào nó mềm hết ra. Đây nó đã rất là mềm rồi. Thì cái đọt bí của mình như này, hôm nay mình sẽ cho cả đọt lẫn lá vào luôn. Và mình xào vào đây với lại cái sốt cà chua này nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào. Và cứ thế là mình đảo đều lên thôi và xào lên. Curry của mình đang sôi sùng sục đây. Bên này là cái món đọt bầu xào với lại cà chua tỏi. Đây là bữa ăn tối của nhà mình. Thì mình như mình nói là mình có cơm màu vàng của Ấn Độ ấy, với cả mình có cà ri Thái này, mình có canh này, và mình có đọt bí xào tỏi và xào với lại cà chua. Now we going to eat. Bây giờ bọn mình sẽ ăn tối. Để nước táo mình, chồng mình mới đem này. It's too much. Too much. Sorry. Nhiều nước táo quá. Why you need to sorry? It's okay. Okay, let's eat together. Okay, this is Thai curry. Curry của Thái này. Cái món này là món squash leaves and you know that branches from it. And then I fried with garlic and with some tomatoes. And this is the soup also from squash. Thì mình vào đây là đọt bí xào, vào đây là canh canh bí nấu canh, mình để lại một chút để mình nấu canh. Thì bây giờ mình bảo anh là now you try this one and compare with the previous one, which recipe is better. Yeah, okay. You want the chopsticks or it's not necessary, I just xong. Mình bảo anh ăn đi, xong anh so sánh mấy cái lần trước mà em nấu cho anh, em xào cho anh, thì cái lần nào ngon hơn. I like this one a little better. Anh bảo là cái xào cách này thì anh thấy ngon hơn lần trước. Ok.
I mean, the other one was good. I'll readily eat it again. I just think this, I just like this one better. Anh bảo cái này ngon hơn. Cái lần trước cũng ngon nhưng cái này ngon hơn. Cái lần trước anh cũng muốn ăn lại một lần nữa. And now you're going to try the Thai curry and let me know if it's good tasty. Ngon lắm các bạn, mùi vị rất là đậm, hơi cay cay một tí, nóng quá. It's so hot. This is bamboo. Mình bảo có cả măng chèng đấy đó. The bamboo we got before. We have a lot. Anh bảo cây măng mà mình mua lần trước là đúng rồi, mình mua nhiều nên là mình vẫn còn. Tasty. Pretty spicy too. Yeah, curry. Every curry should be spicy. Anh bảo nhưng mà cay thì cà ri là nguyên tắc của nó là phải cay rồi, không thể nào mà không cay được. Quite good. Anh bảo ăn rất là ngon, ăn như người Việt luôn các bạn. Hôm nay mình đổ ra cái đĩa này thì là nó dễ ăn hơn, cơm ấy với cả curry trộn lên đây. Nhưng mà mình thì vẫn quen ăn với đũa nên là mình gắp thì mình vẫn gắp bằng đũa. Cái nước táo, bất cứ cái nước hoa quả nào mà bọn mình dùng ấy thì là 100% là từ hoa quả chứ không có vẻ là có đường. Ở Mỹ nó rất là nhiều loại nên là mình đi siêu thị mình phải chọn cái loại mà 100% từ thiên nhiên, nghĩa là nước ép thực sự ấy, chứ không phải là nước ép mà người ta đã cho thêm đường thêm nước vào đâu. Anh bảo bây giờ anh phải thử ăn cái canh này xem thế nào. Can try everything. You see our meal is very healthy with a lot of vegetables. Mình bảo anh nhìn xem cái bữa ăn nhà mình là rất là tốt sức khỏe, rất là nhiều rau củ quả chứ không không như kiểu là các món anh mà ăn ở Mỹ mà họ ăn đâu, họ ăn nhiều thịt lắm và họ ăn phô mai rồi các kiểu béo lắm. Bây giờ hai đứa chưa có béo, mình còn rất là gầy ấy. Nhưng mà mình phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn ạ. I said right now we are not overweight, but we need to prevent it than, you know, get a treatment here. Yeah? And the work was busy, very extremely busy today. Yes, but very busy today. Anh bảo hôm nay đi làm công việc bận lắm. And what did you do exactly? Anh làm cái gì? So, this morning we were pulling some of the feeder cables for the different apartments. It's fatter wire. Which cable? It's called SCR. SCR. But the particular stuff we used, it was about that fat overall. Wow. It's actually composed of like four smaller wires. Wow. But that's heavy. Yeah, it gets very heavy very quick. Anh bảo là hôm nay anh ấy phải di chuyển rất là nhiều các cái dây điện to một tầm này, cùng với lại cái đội của anh ấy để lắp ráp ở trong các nhiều cái chung cư, tại vì công việc của chồng mình là lắp đặt mạng lưới cho rất là nhiều khu vực điện ấy, nên là công việc cũng có lúc nhàn có lúc rất là vất vả. It takes power from the main location where the power comes into the building to the individual apartments. Thì kiểu như là mình phải lấy nguồn điện từ cái chỗ mà trụ sở điện ấy chính ấy về từng cái căn hộ một, nên là khá là vất vả hôm nay. But you know, some days are busy, some days are not too busy, you know. That we can accept it and it's life. Mình bảo công việc là thế, lúc bận lúc không bận, mình phải chấp nhận thôi, công việc nào cũng vậy thôi, công việc nào cũng có áp lực. Every work puts us under pressure. That's normal. Office work, neighbor work, physical work, whatever. Kể cả làm văn phòng, làm chân tay, làm mọi thứ thì các bạn luôn luôn có áp lực các bạn ạ. And then this afternoon, we were working to try and finish up the prep work for when we put the wire in for all the lights and switches and outlets and everything else like that. Anh bảo chiều thì anh lại tiếp tục làm với lại rất là nhiều dây điện ấy, với lại những cái ủ điện ấy, thì cứ từ cái lần trước rồi ấy, thì lần này sẽ tiếp tục cái công việc đấy. And the afternoon was easier than the morning, or morning was harder, or what?
About the same, really. Anh bảo là công việc buổi sáng hay là buổi chiều thì cũng như nhau thôi. And you did not ask me, what did I do home? Oh. Whoa, you would ask me, I was busy explaining about my mother. What did you get to do today? Mình bảo chứ, thế anh không hỏi em làm cái gì ở nhà. Thế anh bảo chứ thì anh đang trả lời em. Thì vậy anh trả lời xong rồi anh mới hỏi em chứ. Xong anh hỏi luôn à, thế hôm nay anh làm, em làm cái gì ở nhà? But I thought you didn't care, maybe you just wanted to share what you did there. No. Bảo, hay là có thể anh không quan tâm. Nên anh chỉ kể cái việc mà anh làm đấy thôi, chứ anh không kể em làm cái gì ở nhà. You would ask what I did today, I was going to explain it. Bảo là em hỏi anh là em anh làm gì hôm nay mà để anh giải thích cho em. What did you do today? Anh hỏi thế hôm nay em làm cái gì? You know, a lot of stuff home. I started my day at 7 a.m. Mình mà mình thức dậy lúc 7 giờ sáng. And then I made my cereal, you know. Mình ăn ngũ cốc. Then I was talking with my parents on phone while eating my breakfast. Thì mình gọi điện cho bố mẹ mình xong rồi mình ăn sáng cùng một lúc luôn. And then after that, I made some tea and I went to the living room there, so I was reading my book. Rich Dad and Poor Dad. Mình bảo sau bắt đầu là mình đi ra ngoài phòng khách, thế là mình đọc quyển sách Cha giàu cha nghèo ấy. Thì quyển đấy mình cũng đọc gần xong rồi, rất là hay, sách cực kỳ hay. The book is really really interesting. To teach people how we make money work for us, you know, not work for the money. Thì quyển sách đấy là dạy mọi người về là làm thế nào mà tiền có thể phục vụ được cho mọi người, chứ không phải là mình làm việc vì tiền. Hai cái đấy rất là quan trọng. Một người cha giàu và người cha nghèo, người ta dạy hoàn toàn khác nhau. Thôi khi nào mình đọc xong hẳn quyển sách ấy thì mình sẽ review cho các bạn xem. Definitely an important thing to learn. Anh chồng bảo rất là quan trọng học về tài chính và tiền. That's why we need to teach our children at very early ages, you know, about finance, about money. Đấy là lý do mà bọn mình phải dạy trẻ con ấy về cái ý nghĩa của đồng tiền và giá trị của đồng tiền, cũng như là về tài chính khi mà bọn trẻ con còn nhỏ ấy. At schools they normally don't teach these things. Nope. Yeah, ở trường nó không dạy những cái này. Và cái này hoàn toàn phải do bố mẹ dạy. And a lot of stuff I did today. So finally our channels, YouTube channels, again monetized and I was very happy. I checked my email and I responded to John from the YouTube community, from the chat guy. Thì mình trả lời với lại cái anh John ở Google ấy. Thì là hai kênh của mình đã được bật kiếm tiền lại. Tại vì mình di chuyển từ Đức sang Mỹ thì chuyển sang một quốc gia mới, thì mình cần một cái Google Accent mới. Vì vậy mình phải đóng cái Google Accent ở bên Đức lại để mở một Google Accent ở bên Mỹ này. Thì mình mới bắt đầu là mình kiếm tiền lại từ đầu được. Họ dừa rất là nhanh, chỉ có mấy ngày là xong thôi. Thì bây giờ là mình có quảng cáo lại rồi các bạn, rất là vui. Thì today was very good day and I was looking for jobs online in Vietnam as well. Thì mình tìm việc online ở Việt Nam nữa. Với cả mình làm nhiều thứ linh tinh ở nhà, xong rồi bắt đầu là mình nấu ăn. Mình nấu. And then I was cooking for our dinner. Yeah, it was true. If you can work from home for a company in Vietnam, there's no reason why you shouldn't be able to. Yeah. Anh bảo là nếu vậy rất là tuyệt nếu mà em có thể làm việc online cho một công ty của Việt Nam đó. Yes. Mình bảo em cứ để xem thế nào đã. So it was interesting, very interesting day. Sounds that way. Ngon. Anh. Ngon lắm. Ngon lắm á. Ngon lắm hả? Ok, thì cái video của mình ấy thì mình nghĩ là khá dài rồi, thì mình sẽ kết thúc nó ở đây để vợ chồng mình tiếp tục ăn uống. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành ủng hộ Trang Đoàn. Các bạn ơi nhớ đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình Trang Đoàn in USA. Thì mình hy vọng sẽ có rất nhiều cái video tiếp theo mà vui vẻ rồi là chia sẻ về cuộc sống của Trang Đoàn với lại cái anh chồng Tây này, thì nó có một chút gì đó khác từ Việt Nam ấy. Ok. Now I just want to complete this video and I thank you for watching and supporting, and don't forget to subscribe my channel. It's really important
to expand my channel and give me more motivation to produce more interesting videos. And now, bye bye. Chào cả nhà. Yep. See you next time. Bye.